cả các bạn, mình là Annie đến từ công ty tư vấn du học Inspido. Ngoài các kỳ nghỉ hè, nghỉ giữa kỳ thì xứ sở Kangaroo còn có nhiều kỳ nghỉ lễ khác mà các bạn sinh viên quốc tế đang du học tại Úc cũng được nghỉ theo văn hóa của quốc gia này. Trong video clip ngày hôm nay, hãy cùng Annie khám phá những kỳ nghỉ phổ biến tại Úc nhé. Thứ nhất đó chính là lễ mừng năm mới. Thời khắc giao thừa, đón năm mới thì Sydney là một trong những thành phố tại Úc được cả thế giới quan tâm nhiều nhất bởi màn bắn pháo hoa đặc sắc và ngoạn mục ngay trên cầu cảng Sydney cạnh nhà hát Con Sò nổi tiếng. Đây là khoảng thời gian mà mọi người dân trên khắp cả nước được nghỉ ngơi và tận hưởng niềm vui năm mới cùng với gia đình và bạn bè. Khách du lịch đến Úc trong khoảng thời gian này cũng sẽ được tham gia rất nhiều các hoạt động vui chơi và giải trí thú vị. Thứ hai đó chính là Quốc khánh nước Úc. Ngày Quốc khánh Úc là ngày nghỉ toàn quốc. Đây là ngày kỷ niệm thành lập nước Úc của người châu Âu tại Sydney vào năm 1788. Quốc khánh Úc là dịp lễ lớn nhất trong năm của Úc. Điểm đặc trưng chính là hình ảnh đám đông vẫy cờ tung hô tập trung về cảng Sydney và buổi trình diễn âm nhạc lớn nhất tại The Rocks. Thứ ba đó chính là lễ Phục sinh. Những ngày lễ quan trọng trong lễ Phục sinh sẽ bao gồm Good Friday. Đây là ngày đánh dấu mở đầu của kỳ nghỉ Phục sinh và sự xuất hiện của bánh Hot Cross Bun trong các bữa tiệc gia đình. Tiếp theo là Holy Saturday. Đây được xem là ngày dành riêng cho mua sắm trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh tại Úc vì nhiều cửa hàng đóng cửa vào Good Friday và Easter Day. Và cuối cùng chính là Easter Monday, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Phục sinh, cũng là dịp để người dân tổ chức tụ tập những bữa tiệc cùng gia đình và bạn bè với nhịp sống thường nhật. Tiếp theo đó chính là lễ kỷ niệm binh đoàn. Đây là ngày mà người dân Úc tưởng nhớ những người có công trong thời kỳ chiến tranh. Ngày lễ này bắt nguồn từ lễ kỷ niệm quân đội Úc và New Zealand, những quân lính đã giành được mảnh đất Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tại Úc, những thành phố lớn và thị trấn đều thực hiện nghi lễ tưởng niệm, diễu hành, gặp nhau của những quân lính trước kia và hiện tại. Tiếp theo là ngày lễ lao động, tùy từng bang. Ngày lễ lao động giống như ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 trên thế giới. Tuy nhiên, điều lạ lùng là ngày lễ này ở mỗi bang tại Úc sẽ khác nhau. Các bang Tây Úc, Tasmania và Victoria thường sẽ vào khoảng đầu tháng 3, trong khi bang Queensland và vùng lãnh thổ nước Úc thường vào khoảng tháng 5. Thủ đô Canberra, New South Wales và bang Nam Úc thì sẽ thường vào ngày 7 tháng 10. Tiếp theo là ngày sinh nhật của nữ hoàng. Chắc hẳn là các bạn sẽ thấy rất lạ là sinh nhật của nữ hoàng Anh mà người dân Úc cũng được nghỉ. Dù tại Úc, nắm quyền chủ yếu vẫn là thủ tướng Úc, nhưng quay trở ngược về quá khứ thì trước đây Úc từng là thuộc địa của Anh và ngày sinh nhật của nữ hoàng Anh được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1788. Hiện nay Úc là quốc gia có chế độ quân chủ lập hiến thuộc khối thịnh vượng chung của Anh quốc và hoàng tộc Anh là người đứng đầu chính phủ Úc, dù không còn can thiệp quá nhiều vào nền chính trị Úc nữa. Tiếp theo là lễ Giáng sinh. Giáng sinh là một trong những kỳ nghỉ lớn tại Úc. Thông thường vào thời điểm này trong năm, học sinh sinh viên bao gồm cả du học sinh đều được nghỉ. Siêu thị hay các khu vui chơi giải trí đều đóng cửa và người dân Úc thường mua sẵn đồ ăn từ những ngày trước và quây quần bên nhau vào ngày này để ăn uống và sum họp. Và cuối cùng đó chính là ngày tặng quà. Ngay sau lễ Giáng sinh chính là ngày tặng quà. Ngày nay ở Úc thì mọi người không còn tặng quà cho nhau vì đã tặng vào dịp Giáng sinh trước đó rồi. Nhưng mà ngày này sẽ là ngày mà có nhiều đợt sale khủng nhất trong năm. Các mặt hàng có thể sale từ 50 đến 70%.
Trên đây là những thông tin về các kỳ nghỉ lễ phổ biến tại Úc. Annie hy vọng rằng sau video clip này các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn cho mình. Nếu các bạn có thắc mắc gì về du học các nước, các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspido tại địa chỉ tòa nhà Nam Việt số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thông qua số hotline 0943556128 hoặc qua email info@inspidoedu.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.